Mời diễn giả Hai Sư Hùng. Cảm ơn anh. Tôi rất là vinh dự và xin trân trọng cảm ơn anh Chánh đã tổ chức cái buổi này để mà tôi có cái dịp chia sẻ với các anh chị em cái những cái chuyên đề vô cùng thú vị liên quan đến cái hoạt động kinh doanh của chúng ta. Trước khi bắt đầu thì chắc cho phép tôi xin 30 giây tôi giới thiệu bằng tiếng Anh cho cái cộng đồng khởi nghiệp ở bên Mỹ thu cái hình video này một chút nha. Hi, my name is Francis. I am the Corporate Master Trainer, an alien of extraordinary ability to the United States of America. Approved by USCIS. This morning I'm having a training class called Negotiation Mastery. And again, thank you for following me. Rồi, cảm ơn các anh chị. Cái chuyên đề ngày hôm nay vô cùng thú vị và cái cách làm việc của chúng ta sẽ như thế này. Sẽ có những cái bài tập để chúng ta tương tác. Sẽ có những cái bí quyết rút ra để chúng ta mang về áp dụng. Chúng ta sẽ không có những cái lý thuyết nhiều và các anh chị sẽ quan sát cái nội dung về tuyệt đỉnh đàm phán, đó là những cái kinh nghiệm thực tế mà các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp hoặc các nhà lãnh đạo chính trị họ áp dụng trên toàn thế giới. Và trong cái buổi này tôi soạn ra cho các anh chị những cái vấn đề quan trọng nhất liên quan đến kỹ năng đàm phán mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái hoạt động thường ngày của chúng ta. Các anh chị lưu ý, bởi vì đây là cái chuyên đề vô cùng nhạy cảm, nó liên quan đến đạo đức và sự chính trực trong kinh doanh. Cho nên cái mục tiêu của cái nội dung này đó, thưa các anh chị, là chúng ta nắm những cái bí quyết này để chúng ta phát hiện phía bên kia khi nào họ sử dụng và chúng ta có những giải pháp đối phó lại. Còn tùy vào cái ý chí tự do của các anh chị dùng cái này để áp lại phía bên kia như thế nào thì tôi không can thiệp. Nhưng mà với cá nhân của tôi đó, khi các cái đối tác họ dùng những cái chiêu thức nào đó thì chúng ta phát hiện và có giải pháp xử lý, hóa giải những cái vấn đề đó. Đây là cái con dao hai lưỡi rất là bén. Nếu các anh chị nắm được những cái bí quyết hôm nay mà chúng ta thương lượng với một phía nào đó và họ rất ngây thơ hơn chúng ta, mà chúng ta dùng mọi cách để chiếm cái thế thượng phong thì nó sẽ không có được thỏa lòng về cái kết quả lắm. Tuy nhiên, cái biện pháp, cái nội dung ngày hôm nay sẽ giúp bảo vệ cái việc kinh doanh hay là một cái dự án mà chúng ta chịu trách nhiệm về đàm phán. Cho nên trong cái kỹ năng về đàm phán thương lượng, cái năng lực về điều chỉnh liên tục là cái năng lực vô cùng quan trọng đối với người chịu trách nhiệm về đàm phán. Bây giờ tôi sẽ cần hai anh chị làm tình nguyện viên lên đây. Chúng ta có một cái bài tập đơn giản. Cái bài tập đó là như thế này. Cái slide đầu tiên các anh chị nhìn thấy trên màn hình đó là cái gì các anh chị? Quả cam, đúng không? Xin mời hai tình nguyện viên đi. Bạn nam là đại diện của tổ chức A, bạn nữ là đại diện của tổ chức B. Hai bạn đang chịu trách nhiệm thương lượng một cái quả cam này. Và cả hai đều muốn có cái phần to hơn về cho cái tổ chức của mình. Hiểu rõ trách nhiệm chưa? Hai người đều muốn cái phần to hơn về cái tổ chức của mình. Và hai người đang thương lượng xem ai là người sẽ được cái quyền cắt cái quả cam này. Lưu ý, cái người có quyền cắt là có khả năng cắt cái phần to hơn về phía mình, đúng không? Hai bạn phải thương lượng. Đây, micro đây. Chị cho hỏi là chị có thích ăn cam không? Dạ có, em rất là thích ăn cam. Chị chịu được vừa chua không? Dạ có. Nếu mà lỡ như nó ngọt quá thì như thế nào? Dạ nếu mà là một trái cam ngọt thì em vẫn có thể dùng được. Và nếu là cam chua thì em lại càng thích. Vậy đó là phần hỏi của em của mình. Hả? Có cho không? Ok. Cảm ơn cái sự minh họa của hai bạn. Ai được quyền cắt quả cam này? Ai thắng trong cái việc thương lượng này? Về, nếu bạn cắt quả cam, bạn sẽ cắt như thế nào? Cắt một nhát vào thôi. Rồi, bạn muốn lấy phần nào? Rồi lấy đi, lấy đi. Rồi, vậy ông thua rồi.
Ok, chúng ta cho chàng pháo tay cho cái tương tác này. Mời mời hai bạn trở về. Cái minh họa tương tác như vậy, chúng ta thấy cái đề bài là hai người đại diện cho hai tổ chức, và cái người đại diện nữ đã lấy về cái phần to hơn cho tổ chức, người đại diện nam đã nhường cái phần đó. Nếu chúng ta nhường cái phần đó có nghĩa là quyền lợi của công ty chúng ta đang đại diện nó bị thiệt hại rồi. Khi nhận cái yêu cầu của người nữ là cho em cắt cái quả cam này, thì phía bên kia để đảm bảo quyền lợi mình thì làm sao? Nếu mà dằn cắt á thì nó sẽ mất thời gian qua lại. Chắc chắn phải có một bên giữ cái quyền cắt thì bên còn lại sẽ giữ quyền chọn, thì hai phần nó sẽ bằng nhau. Do anh này không thể hiện cái quyền chọn của mình mà chỉ âm thầm cho phép bên kia cắt, cho nên cô ấy cắt xong cô ấy chọn luôn. Khi mà cái bên giữ quyền cắt thì bên còn lại giữ quyền chọn, thì đảm bảo hai phần nó sẽ ngang nhau về quyền lợi ha, đúng không các anh chị? Tuy nhiên chúng ta mở rộng tình huống một chút xíu. Điều gì xảy ra khi mà hai người đang thương lượng như vậy đó, thì có một cái nhân tố khác phát sinh. Cả hai đều nhận được thông tin mới là anh này cần cái ruột cam để lấy nước uống, và cô này chỉ cần cái vỏ cam để làm bánh. Thì lúc này trái cam có còn được cắt làm đôi nữa không? Cả hai vừa phải thay đổi cái thông điệp lại một chút. Thôi bây giờ đừng cắt nữa, anh lấy 100% cái ruột để lấy nước uống, và tôi sẽ lấy 100% cái vỏ để làm bánh. Cái quyền lợi thay đổi, điều kiện môi trường thay đổi, cái sự linh hoạt nó thay đổi. Ban đầu mình dự định bước vào buổi đàm phán, mình dự định lấy cái phần đó, nhưng nếu mình quan sát có những cái biến đổi khác thì sẽ linh hoạt để điều chỉnh. Tình huống thứ hai ha, mở rộng tình huống thứ hai. Và tình huống thứ ba, cả hai chuẩn bị lấy 100% ruột và 100% vỏ, thì có một ông tiến lại, ông nói thôi hai anh chị đừng chia cái này, bán lại cho tôi trả giá cao, tôi lấy hết phần này và tôi trả tiền cho các anh chị. Thì lúc đó mình phải làm sao? Tình huống tiếp tục phát sinh. Chỉ có một cái món đó thôi, chỉ có một cái vấn đề đó thôi, nhưng xuất hiện bên thứ ba mang tới cái nguồn lợi cao hơn so với cái giá trị bình thường của nó, thì mình phải quyết như thế nào? Đúng không? Đó là những cái vấn đề tôi đưa ra để các anh chị suy nghĩ. Có thể cuối giờ chúng ta sẽ có những cái câu hỏi phát triển. Rất có thể trong tình huống đó chúng ta phải gọi về công ty, gọi về để xem cái nhu cầu cam trên thị trường nó như thế nào, có nhiều hay không, liệu có thể khỏi cần lấy cái này mà thay đổi nó bằng một cái nguồn lợi khác được không. Nó có nhiều những cái yếu tố, những cái tốc độ ra quyết định để đảm bảo cái cơ hội đó mình nắm được, nó là vô cùng quan trọng. Thì hôm nay cái chuyên đề về tuyệt đỉnh đàm phán thương lượng, các anh chị sẽ ở trong một cái tình huống rèn luyện kỹ năng vô cùng tinh tế để đọc được những cái tín hiệu, đọc được những cái chiêu trò của phía bên kia, để mình có những cái giải pháp khôn ngoan trong vấn đề đàm phán. Tại sao người ta phải đàm phán các anh chị? Bởi vì người ta không đồng ý trong việc phân chia một cái gì đó, người ta mới đàm phán. Cái tính sở hữu trong đàm phán rất cao, cái tính phải chiếm được cái phần ở phía bên kia rất cao. Nhưng riêng đối với những người đàm phán mà đảm bảo cái sự thành công dài hạn, đảm bảo cái chuyện còn quay lại làm ăn với nhau, chứ không phải đàm phán rồi xong rồi chúng ta bấm nút biến, thì buộc chúng ta phải thay đổi cái mục tiêu của đàm phán, cái objective của đàm phán. Mà cái objective đó được thay đổi theo dạng đúng đắn nhất, đó là các anh chị phải nghĩ ra cách làm sao đáp ứng được phía bên kia mà không tổn hại đến quyền lợi của mình. Làm sao làm cho phía bên kia đạt được mục đích của họ nhưng không tổn hại tới quyền lợi của mình. Đó là mục tiêu đàm phán chính trực. Chứ không phải đàm phán xong người ta về tức tối đấy, thằng đó mai mốt gặp lại là chết với tao, hoặc là không chơi, hoặc là người ta nghĩ ra cái chiêu gì đó bởi vì người ta phát hiện ra người ta bị thua và người ta bị mất trong cái buổi đàm phán đó. Cho nên cái tinh thần đàm phán đúng đắn nhất và đảm bảo cái mối quan hệ hợp tác lâu dài, đó là làm sao đáp ứng được cái nhu cầu phía bên kia mà không ảnh hưởng đến cái quyền lợi của mình. Đó là chắc cú nhất. Bây giờ mời các anh chị suy gẫm tiếp một cái slide tiếp theo ha. Chiến thuật bắt đầu buổi đàm phán.
các cái bên họ chuẩn bị cái gì trước buổi đàm phán. Tôi sẽ minh họa một vài những cái ví dụ trước khi đàm phán mới vừa bước vào cái giao dịch, người ta làm cái gì. Cái đầu tiên các anh chị để ý cái tiêu đề là tại sao người ta hay đòi nhiều hơn. Hỏi chai nước này giá nhiêu? Đang đi du lịch đâu đó giữa vùng sa mạc, thấy ít chỗ bán nước lại hỏi chai nước này giá nhiêu. Chai nước này giá 20 đô. Bình thường nó có 2 đô thôi, mà trong tình huống này họ đòi tới 20 đô. Tại sao họ hay đòi cao như vậy? Những cái gạch đầu dòng ở dưới nó giải thích là tại sao. Khả năng có thể nhận được nó cao. Khi người ta đẩy cái giá lên như vậy, người ta có một cái khoảng không đàm phán. Đúng không các anh chị? Tạo ra cái khoảng không đàm phán. Và cái thứ ba nữa là làm tăng cái giá trị của bạn, hoặc của hàng hóa, hoặc của dịch vụ của bạn. Cho nên người đàm phán phải rất thoải mái trong việc đòi giá cao. Ngay ở bước đầu tiên, chiến thuật bắt đầu buổi đàm phán, chúng ta sẽ thấy cái điều này rất thường. Đòi giá cao. Cái giá này không phải dừng lại ở chỗ tiền bạc nha các anh chị. Cái giá này nó áp dụng cho mọi phương diện giá trị mà họ đòi. Ví dụ như Kim Jong-un đòi Tổng thống Donald Trump nếu muốn giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thì phải biến Bắc Triều Tiên có nền kinh tế vượt xa Hàn Quốc từ một cái nền kinh tế cứu đói mà đòi một phát là phải bỏ xa Hàn Quốc. Đó là đòi giá cao. Đúng không các anh chị? Khi đòi giá cao như vậy họ tạo ra một cái khoảng không đàm phán. Khoảng không đàm phán rất là quan trọng. Các anh chị hiểu khi mà mình đi chợ đó, mấy bà bán hàng hay là nói thấp tới giá là mấy bà đang áp dụng cái này nè. Đòi cái giá cao. Và nó giúp ngăn chặn cái buổi đàm phán đi đến cái ngõ cụt. Bởi vì khi mình sát giá quá đó, nó không còn khoảng không và rất khó đàm phán. Ha, các anh chị lưu ý. Và khi mà mình nhân nhượng đó, tại vì nó có khoảng không mà, mình nhân nhượng từng phần thì tạo cho phía đối phương cái cảm giác là họ thắng. Cái hoạt động mà tạo cho đối phương cái cảm giác mà họ thắng là vô cùng quan trọng. Nếu mình làm cho họ có cảm giác họ bị thua đó là bất lợi cho mình. Cái việc mà làm cho đối tác của mình thắng là vô cùng quan trọng, các anh chị chú ý cái đó. Không phải đàm phán là đòi cho bằng được về phía mình. Và cái việc mà mình đưa ra cái giá cao ban đầu ở cái chiến thuật đầu của buổi đàm phán này, nó sẽ, cái ý nghĩa của nó là như vậy. Ha, cái này là tôi nói về cái nguyên tắc của nó. Nhưng mà khi các anh chị áp dụng thì nó đòi hỏi các anh chị thực tập, phải thực hành nó như thế nào. Và cần hai tình nguyện viên nữa, 3 phút thực tập thôi. Minh họa cho cái video nó sống động xem. Một người là hỏi giá, vâng xin mời anh, và một người phải đưa ra giá. Đúng không? Giả sử đây là cái chai nước đi. Đây. Đây một tình nguyện viên. Đấy, đây xin mời, xin mời. Đây. Ông này ông bán chai nước, ông hỏi mua ông báo giá. Cái này quý bạn ấy bán giá bao nhiêu ạ? Nó cũng hơi cao đó. À bạn có thể đưa giá, mình nếu được thì mình có thể mua chai nước này. 300.000. À, như mình được biết á thì chai nước này giá thị trường mà nó chỉ có khoảng đâu đó khoảng 3.000 thôi. Thì không biết bạn có thể cân nhắc là cái giá được không? Dạ, ở đây thì em chỉ còn một chai thôi ạ. Mà hiện tại có rất nhiều người họ mua. Nhưng mà bây giờ em bán chai xong em cũng không thể mua được chai khác nữa. Nhưng mà cái thời gian mà để bạn kéo những người khác mua tới chai nước của bạn thì nó lại mất thời gian của bạn. Trong đây, trong khi đó là có mình đang có nhu cầu mua chai nước đấy, thì bạn có thể bán cho mình. Dạ, thì về các anh chị gây gọi cho mình đang trên đường đến đây ạ. Đúng không? Nhưng mà để 300.000 đó thì nó quá cao, thì bạn có thể thương lượng về giá tiếp được không? Bạn có thể giảm giá cho mình được không? Tại vì nhu cầu của mình là dùng chai nước, nhưng bạn cũng nên cân nhắc cái giá bán cho phù hợp với người sử dụng. Tại vì mình bán hàng thì mình cũng cần phải có một cái giá trị cho mình và cũng phải làm cái giá trị cho người khác, đúng không ạ? Đúng rồi, thì quý vị em chỉ còn một chai thôi. Bây giờ nếu mà anh đi mua thì nó sẽ không có cái giá cũ nữa. Thì nó rất là khó, anh có thể mua được không bao nhiêu thì mà. Như này giá là thị trường thì chỉ có 3.000 thôi. Thì ở đây đúng là như bạn nói, thì ở đây bạn chỉ có một chai thôi. Thì với mức giá 3.000 bình thường thì người ta đã có lợi nhuận khoảng 50% thôi. Thì ở đây mình sẽ trả cho bạn thêm 50% nữa, đó là 4.500 được không ạ? Dạ, rất là khó, bởi vì em không thể mua được cái chai nước này với cái giá đó sau khi em bán cho anh. Không, anh nghĩ là ở đây là chỉ là tồn tại một chai thôi. Nhưng mà nếu như mà ra một môi trường khác để bạn mua bán, mua để kinh doanh á, thì mình nghĩ là mua rất nhiều. Ở đây là mình đang đi ở ngoài và rất là khát nước. Dạ. Cái nước này thôi nên mình mới trả cái giá đó để cao hơn cái nước này rất là nhiều lần.
so với giá vay thực tế rồi, tức là hơn đó là khoảng 100% lợi nhuận rồi. Thì ở đây bạn có thể cân nhắc lại cho mình được không ạ? Bởi vì em chỉ còn một chai thôi, thì anh có thể mua được cái giá nào tốt hơn không? Bởi vì em cũng thể bán cái giá như thế được. À, thì thôi như thế này, nếu mà nó như thế rồi á, thì hồi nãy mình có tăng lên là 100% lợi nhuận, thì mình sẽ tăng thêm 100% lợi nhuận nữa, là mình mua giá là 7.500 thôi. Em đưa lúc đầu anh hỏi thì em có đưa cái giá cho anh là 300.000 á, thì anh xem xét thì dựa trên cái giá đó thì anh có thể mua được cái điểm gần thôi được không? Bởi vì anh kể cái giá đó thì mình không có điểm chung được. À, thì thôi như thế này đi, nếu mà với cái giá mà bạn đưa ra là 300.000 mà mình có thể mua với giá 7.500 thì bạn có thể chọn cái mức nào đó tầm ở trong cái khoảng đấy được không, để mình có thể thống nhất được với nhau. Bởi vì anh cũng có thiện chí, nhưng mà cái giá của anh đưa ra nó rất là khó để em có thể đưa ra một cái offer khác được. Bởi vì lúc đầu thì em cũng nói rồi, em chỉ có một chai duy nhất và có rất nhiều người họ đang còn mua cái chai nước này, và họ mới gọi cho em, họ nói em để lại cho họ để họ đến. Thì bây giờ nếu mà anh có thiện chí như thế thì em có thể hỗ trợ anh để cho anh cái giá là 250.000, và anh có thể xem xét được không? Như thế này nhé. Rồi, chúng ta đã đàn pháo tay. Cảm ơn hai anh đã làm rất tốt. Chúng ta quan sát cái cuộc thương lượng giữa hai người rồi đúng không? Chúng ta rút ra được gì từ các thương lượng này? Chúng ta thấy một người hỏi giá bao nhiêu và một người báo giá là 300.000. Sau khi báo giá 300.000 thì người đó bổ sung thêm ý là có nhiều người đang tới để mua cái chai nước này. Người này trả giá chỉ 4.500 thôi. Người này tiếp tục giải trình. Các anh chị làm nó không có sai, nó rất đúng chuẩn trong cái việc thương lượng. Nhưng ở đây chúng ta vươn tới cái mục tiêu là tuyệt đỉnh của đàm phán, chứ chúng ta không dừng lại ở cái mức thương lượng thông thường. Bây giờ tôi sẽ cầm chai này, anh bước lên lại, tôi báo giá lại. Y chang như cái kịch bản đó, nha, các anh chị. Thầy có thể bán cho em chai nước được không ạ? Thì anh đang đi ở ngoài, anh đang rất khát và em có nhu cầu chai nước này anh. À được, được, được chứ. À, không biết thầy bán, bao nhiêu ạ? Cái này 300.000. À, thầy ơi, cái này là em cũng đã dùng sản phẩm này rồi. Và ở ngoài thị trường thì nó tầm khoảng 3.000 thôi ạ. À, thì không biết thầy có thể cân nhắc lại vấn đề đó không ạ? Không. Giá không ạ? Cảm ơn ha. Chút xíu có vài người tới tôi giao cái này cho họ 300. Rồi, cảm ơn ha. Nhưng mà thôi, thấy anh cũng khác quá, 290 lấy bớt cho 1.000. Dạ này em đang có nhu cầu sử dụng nước, nhưng mà tại vì thật sự bây giờ em cũng không có tới đủ số tiền để đáp ứng được nhu cầu của rồi. Không sao, trả sao, cầm đi để chút xíu khác nha. Rồi, cảm ơn anh ba nha. Cảm ơn các anh chị, tôi chỉ minh họa thôi. Nếu các anh chị để ý trong cái cách báo giá của tôi đó, sau khi tôi báo xong giá tôi yên lặng, tôi không có nói. Cái năng lực yên lặng trong thương lượng vô cùng quan trọng. Nếu sau khi mình báo một mức giá mà mình giải trình đó, nó hạ độ tin cậy xuống. Cái này giá bao nhiêu? 300. Ai mở miệng trước người đó ở thế yếu hơn. Cái này giá bao nhiêu? 300. 4.000 được không? Không. Không cần phải cho biết lý do. Còn khi mình quyết giảm á, mình vẫn có thể kêu lại được. Đừng có bị cái áp lực là nếu lát mình kêu lại người ta không mua thì sao? Không có. Nếu thực sự phía bên kia đang có nhu cầu, khi mình kêu lại họ lập tức có cảm giác là họ đạt được và họ thắng. Nhưng mà mình không tạo cái căn cứ cho họ có cảm giác là chúng ta giải trình. Bất kỳ cái nào biện hộ giải trình sau khi báo giá đều hạ mức độ tin cậy của cái giá mình báo. Dĩ nhiên đây là cái ví dụ của cái chai nước, nó mang tính cực đoan về giá. Thực tế thì nó dễ hơn, thực tế cái chênh lệch của cái thị trường nó dễ hơn trong thương lượng. Nhưng mà cái nguyên tắc đàm phán như vậy, các anh chị để ý, cái này nó khó lắm nha. Nếu quay về dạy cho người sale đó, các anh chị phải thực tập thật nhiều. Khi khách hàng hỏi cái này giá bao nhiêu, sau khi báo giá yên lặng. Dạ, cái máy này giá bao nhiêu? Dạ, 5.000 đô. Đừng nói, cái này giá bao nhiêu? Dạ, 5.000 đô. Như anh thấy đó, hiện nay trên thị trường thì cái dòng máy này nó đang rất tốt, mà bên em đang cung cấp cái này. Anh không thể nào tìm mua ở nơi khác. Khi mình càng nói như vậy, tốc độ ra quyết định mua hàng càng bị chậm. Cái này giá bao nhiêu? Dạ, thưa 5.000. Bớt đi chứ. Dạ, thưa không được.
cái tâm thế của người thương lượng càng tự tin chừng nào á, càng chốt được giá cao chừng nấy và hình thành nên cảm giác tin cậy của phía bên kia. Cho nên ghi nhớ và không bao giờ quên, không bao giờ biện hộ sau khi báo một con số. Còn khi mình muốn thay đổi, mình quyết định gì đó, đó là cái vế sao. Ha, các anh chị, ở cái vế này tại sao người ta hay đòi nhiều hơn, người ta đòi cái giá cao nhiều hơn. Mình biết cái nguyên tắc như thế, nhưng khi mình áp vào nó liên quan đến cái kỹ năng và cái sự điềm tĩnh của người chịu trách nhiệm thương lượng. Mình biết đó, cái điều mà tôi nói là các anh chị đều biết hết á. Nhưng khi mình dùng nó chưa cho ra kết quả cao thì rất có thể nó liên quan đến cái kỹ năng lúc dùng. Cho nên hôm nay chúng ta ôn lại, refresh lại những cái kỹ năng này. Và chúng ta nó là làm một cái tư liệu để về chúng ta huấn luyện lại cho công ty của chúng ta. Cái hoạt động đào tạo, huấn luyện tại những cái tập đoàn lớn trên thế giới vô cùng quan trọng. Nó là một cái dạng đầu tư sinh lời không bao giờ bị lỗ. Cái kỹ năng của nhân viên của mình mỗi ngày tương tác với thị trường cho phép hôm đó chúng ta thu được tiền hay chúng ta mất tiền. Cho nên cái việc đào tạo cho nhân viên là vô cùng quan trọng. Nó sinh lời liên tục, tôi có thể chứng minh bằng những con số. Nếu phòng sale của các anh chị có 10 người, 20 người, lượng giao dịch, doanh số như thế nào, tôi sẽ cho các anh chị thấy cái việc khách bỏ đi ra chúng ta mất bao nhiêu tiền và cái việc họ chốt được khách chúng ta thu được bao nhiêu tiền. Tại những cái quốc gia phát triển như là Hoa Kỳ thì đây là cái hoạt động vô cùng quan trọng để mà giúp cho cái doanh nghiệp của họ thành công. Đặc biệt là cái cộng đồng mà khởi nghiệp. Phần lớn những cái tập đoàn lớn trên thế giới của Hoa Kỳ hiện nay đều xuất phát từ công ty gia đình. Nhưng từ cái vai trò công ty gia đình như vậy, họ vươn lên hoặc là xuất phát từ một cá nhân. Mark Zuckerberg của Facebook là một cá nhân đam mê lập trình, coding một cái mạng để mời mấy đứa bạn đi dự tiệc đồ chơi trong trường đại học thôi. Nhưng mà bây giờ hình thành nên đế chế của Facebook. Cho nên đừng có ngại trong việc khởi nghiệp, xuất phát, khởi điểm từ một cá nhân. Không sao hết. Mặc dù đặc thù của nền kinh tế xã hội chúng ta lớn lên cái gì cũng phải tập thể, cái gì cũng phải có nhiều người, cái gì cũng phải ha. Nhưng cái cá nhân đầu tiên chủ sĩ cho vấn đề, cái tinh thần khởi nghiệp của cái cá nhân đó ban đầu là quan trọng. Nó sẽ trở thành cái lực hút. Ở đây cái chuyên đề về đàm phán thương lượng cũng vậy. Trong một cái đoàn đàm phán luôn luôn có một cái người có cái tiếng nói quyết định sau cùng. Cái văn hóa đàm phán của phương Tây tư bản khác với đàm phán của cộng sản chủ nghĩa. Ví dụ như trong lịch sử chúng ta biết cái việc mà đi đàm phán hiệp định Paris chẳng hạn. Đối với một cái người ở phía phương Tây mà được giao cái trách nhiệm đàm phán đó thì họ toàn quyền quyết. Họ báo trong ngày đó, từ ngày đó đến ngày đó họ sẽ thuê cái khách sạn chỗ đó để ở, để gia nhập cái buổi đàm phán với phía Việt Nam. Nhưng mà phía Việt Nam á không chơi theo kiểu thuê khách sạn mà đi ra vùng ngoại ô thuê một cái villa để cả đoàn ở và không cho biết khi nào hết hạn. Rồi cái đoàn đàm phán của phía Việt Nam không ông nào có quyền quyết định hết. Cái nào cũng phải gọi về Bộ Chính trị để xin ý kiến. Và như vậy nó đẩy cái phía đàm phán phía bên kia vào một cái áp lực là bây giờ tới cái ngày phải có kết quả mang về, phải trả phòng khách sạn, trong khi phía Việt Nam thì muốn ở bao lâu cũng được ở cái villa vùng ngoại ô đó. Nó tạo một cái áp lực về cái đàm phán rất lớn lên cái lợi thế của cái đoàn phía Việt Nam. Đó là dữ kiện lịch sử có thật, các anh chị kiểm tra như vậy. Dĩ nhiên đó là góc độ chính trị, đàm phán về chính trị. Nó còn nhiều cái yếu tố mà trong đàm phán về kinh tế nó không có. Ví dụ lợi thế trên chiến trường, ví dụ áp lực của người dân biểu tình đòi kết thúc chiến tranh. Nó nhiều cái yếu tố, nó khác cái đàm phán về kinh tế một chút. Đàm phán về kinh tế thì nó dễ hơn, nó chẳng qua chỉ là những cái con số về kinh doanh thôi. Ở cái vế đầu tiên, cái slide đầu tiên này, chúng ta suy gẫm về cái việc tại sao người ta đòi nhiều hơn thì có những cái gạch đầu dòng như vậy. Chúng ta không ngạc nhiên khi mà có cái người nào đó đòi nhiều hơn. Tôi đang trình bày cho các anh chị cái vế về cái kỹ năng đòi nhiều hơn. Bây giờ tôi chuyển sang cái vế khi bị đòi nhiều hơn thì các anh chị như thế nào? Đúng không? Nó phải hai vế đàm phán mà. Khi bị đòi nhiều hơn á, nếu bên kia tỉnh 1 á, thì chúng ta tỉnh 10. Ở cái chai nước này nhiêu? Giá 300 ngàn. Cảm ơn anh. Xong đi.
bên kia sẽ có một sự rúng động ở trong lòng. Sao ông này cũng không trả giá gì hết, cũng không năn nỉ gì hết. Tức là khi chúng ta feel được phía bên kia đang đòi như thế này đó, thì chúng ta dựa trên cái nền tảng đòi đó để chúng ta respond lại ở mức độ cao hơn. Chúc anh may mắn với chai nước 300, tời đi, cảm ơn anh, thôi dịp khác. Đó là những cái câu nói có trọng lượng rất mạnh. Còn nếu thực sự mình nắm được trên thị trường không còn chai nào hết, và nhà máy mình đang rất cần cái chai này, mình đi rồi mình quay lại cũng không sao. Đi một cái lúc xong rồi quay lại, thôi tôi suy nghĩ rồi, cũng lỡ gặp anh, thôi đưa đây thôi, 300, sẽ thôi luôn. Nếu mình biết đó là giá có thể mua được. Tức là các anh chị đừng bao giờ bị áp lực khi walk away vào cái buổi đàm phán như vậy. Còn ai mà giải trình cái lý do tại sao nó như vậy đó, luôn luôn ở thế yếu hơn. Cái thông điệp mà tôi muốn nhắn nhủ các anh chị là như vậy trong cái đàm phán.